Kính chào quý chị và các bạn. Cảm ơn quý chị và các bạn đã chọn truyền hình Vĩnh Long để cập nhật những tin tức trong đầu ngày mới. Và buổi sáng cuối tuần hôm nay, Chủ nhật, có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý chị và các bạn cùng điểm qua. Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ban vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận 1.001 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Nam Bộ sẽ có đợt mưa lớn kéo dài từ nay đến ngày 18 tháng 9. Miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe chở hàng cứu trợ. Thưa quý vị và các bạn, Cục Văn hóa cơ sở vừa ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Cuộc thi có chủ đề Đại thắng mùa xuân năm 1975, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2024 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2024 có nhiều hoạt động nổi bật với sự tham gia của khoảng hơn 200 đồng bào của 17 dân tộc. Mục đích của việc tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thiết thực chào mừng 94 năm ngày truyền thống, ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Để thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của mưa lũ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện hạn chế giảm quy mô tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện hoặc tạm hoãn chuyển sang thời gian khác phù hợp. Và trong số các sự kiện lễ hội chuẩn bị diễn ra có lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2024. Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức lễ hội cho biết chương trình năm nay chỉ thực hiện phần lễ và hạn chế tối đa các hoạt động phần hội. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là một trong những sự kiện văn hóa thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tối qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ giỗ tổ và kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2024. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ nhiều vị tổ sư, thế hệ nghệ sĩ sáng tác biểu diễn, góp phần làm nên diện mạo của nền sân khấu Việt Nam và bản sắc dân tộc, đồng thời cùng ôn lại lịch sử phát triển ngành sân khấu Việt Nam qua các thời kỳ, cũng như sự phát triển đóng góp của ngành sân khấu tại tỉnh Vĩnh Long. Trong giai đoạn mới, hoạt động sân khấu vừa là món ăn tinh thần, vừa là động lực góp phần phát triển kinh tế địa phương trong các lĩnh vực du lịch văn hóa, du lịch và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu, nhà xuất bản Kim Đồng đã ra mắt nhiều ấn phẩm với nội dung thông điệp ý nghĩa dành cho thiếu nhi như là Ngôi làng trăng méo và bộ sách Ngụ ngôn triết học. Cùng với nhiều tựa sách mới ra mắt trong dịp này, nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình Cùng Kim Đồng chào đón trăng lên với ưu đãi đặc biệt từ 10 đến 70%, sách đồng giá từ 5.000 đồng và nhiều quà tặng cho độc giả tại hệ thống nhà sách Kim Đồng và các kênh phát hành online từ nay đến hết ngày 17 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, trong các hoạt động du Tết Trung Thu, không thể thiếu các tiết mục múa lân với tiếng trống rộn rã, đem lại niềm háo hức hân hoan phấn khởi cho các em thiếu nhi. Và chính vì thế mà trong thời gian này, các đoàn lân sư đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tất bật tập luyện, đầu tư kịch bản, sẵn sàng biểu diễn để phục vụ thiếu nhi trong đêm hội trăng rằm. Những ngày này, các thành viên của đoàn lân sư đồng Hào Nhật thành phố Vĩnh Long luôn tụ họp với nhau để tu sửa, làm mới một số đầu lân trống và tập luyện để chuẩn bị cho các chương trình biểu diễn vào đêm Trung Thu sắp tới.
Trung thu năm nay đoàn em cũng đã có chuẩn bị được 4 chú lân và 8 cá trống và 1 con rồng, tăng cường các bạn cũng như là thời gian tập luyện để chuẩn bị những cái tiết mục múa và độc đáo và đặc sắc hơn để cho các em vui Tết Trung thu. Chỉ cần nghe tiếng trống lân rộn rã, cả người lớn lẫn trẻ em đều háo hức. Cách múa của các đoàn cũng nhẹ nhàng, đa dạng, không nặng tính biểu diễn và cộng thêm sự ngẫu hứng, pha trò hài hước của ông Địa đã tạo sự hấp dẫn cho các em thiếu nhi. Em muốn mang lại niềm vui và năng lượng tích cực đến cho mọi người khi mà được xem tụi em biểu diễn ạ. Đoàn của em thì tập luyện mỗi ngày và rất là cố gắng để có thể biểu diễn được những tiết mục thiệt là tốt. Lân là một cái nghệ thuật truyền thống, cho nên là những cái lễ hội này của thiếu nhi thì thường là có lân, có đè, có trống thì tạo một cái không khí sôi nổi, nhộn nhịp cho các bé nó vui Tết Trung thu ạ. Trung thu mình góp vui như vậy để cho các bé thích thú, để nó hiểu được Trung thu là như thế nào, góp phần phát huy truyền thống của cha ông để lại. Tết Trung thu không chỉ là dịp để các gia đình sum vầy, mà còn là thời điểm để các đoàn lân sư rồng bộc lộ tài năng và sự sáng tạo để mang niềm vui đến cho khán giả, đồng thời thể hiện niềm đam mê và sự cống hiến của mình cho truyền thống văn hóa dân tộc. Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã ký quyết định 980 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho tỉnh Yên Bái. Và cụ thể hỗ trợ 30 tỷ đồng cho tỉnh Yên Bái từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 6 giờ ngày 14 tháng 9, toàn tỉnh có 54 người thiệt mạng và mất tích, 36 người bị thương, thiệt hại về nhà ở 25.000 căn nhà, diện tích cây trồng bị thiệt hại ảnh hưởng là 5.451 hectare. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 17 giờ chiều qua 14 tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã khiến 352 người chết mất tích, cùng với đó là hơn 1.900 người bị thương. Trên 251.100 hecta lúa qua màu, cây ăn quả bị hư hại, hơn 241.000 nhà ở bị ngập và hư hỏng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Tại các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ, thời tiết đang dần tốt lên, mưa đã giảm cả về lượng và tần suất, một số địa phương đã có nắng. Công tác khắc phục hậu quả mưa bão tiếp tục được chính quyền các cấp triển khai khẩn trương. Đến 17 giờ chiều qua, các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương 1.001 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ. Theo Sở Công Thương, các tỉnh, thành phố hiện nay thì hàng hóa tại các địa phương đầy đủ chủng loại, các mặt hàng lương thực, thực phẩm được các doanh nghiệp cung ứng bổ sung nhanh chóng, kịp thời, phục vụ nhu cầu của người dân. Và cùng với đó, cùng với thực phẩm tươi sống được cung ứng 2 đến 3 lần mỗi ngày, các lương thực khô như là bánh, mì gói hay là nước lọc được các siêu thị xếp đầy kho, sẵn sàng cho người dân tại Hà Nội và vận chuyển ngay đến các tỉnh lân cận khi cần. Với các khu vực đang bị cô lập tại vùng núi Tây Bắc, các doanh nghiệp bán lẻ cho biết họ đã lên kế hoạch vận chuyển hàng hóa tập kết tại kho trung tâm, nước rút đến đâu, chuyển lương thực đến đó. Thưa quý vị và các bạn, trước thiệt hại do mưa lũ, cùng với cảnh báo thời tiết cực đoan có thể tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới, lực lượng vũ trang đang tích cực giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả. Hơn 1,5 km đê sông Mía, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã được gia cố chỉ trong vòng 24 giờ để chạy đua trước cảnh báo mực nước sông Thái Bình lên cao. Hơn 300 chiến sĩ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 cùng với lực lượng dân quân tại chỗ đã đóng bao đất cát, gia cố các khu vực đê xung yếu có nguy cơ ngập lụt cao. Trong cái điều kiện mưa, lũ, rồi lụt lội thì cán bộ chiến sĩ của đơn vị không quản ngại, khó khăn, vất vả, đêm tối, rồi mưa, gió, rét, lũ lụt. Thì tất cả các đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ đều cố gắng, nỗ lực và phát huy cái
phát huy cái sức mạnh của tập thể, của đơn vị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Không chỉ gồng sức bảo vệ đê sung yếu, lực lượng quân đội còn tham gia công tác dọn dẹp các công trình công cộng trên địa bàn bị hư hại sau cơn bão số 3 và mưa hoàn lưu sau bão. Và hiện trạng sau bão là rất là ngổn ngang, mà nếu không có các anh bộ đội thì không biết đến khi nào là chúng tôi có thể dọn được mà để đi vào hoạt động. Sự xuất hiện của cán bộ chiến sĩ không quản vất vả ngày đêm, luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân, không chỉ đảm bảo công tác phòng chống lụt bão mà còn làm thấm đượm thêm tình cảm quân dân gắn bó, giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ đưa cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Thưa quý vị, những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin miền Nam sắp xuất hiện mưa bão, khiến tất cả chìm trong biển nước, gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân. Và theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mặc dù Nam Bộ sẽ có mưa lớn kéo dài những ngày tới, nhưng mà việc xuất hiện bão lũ là thông tin sai sự thật. Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố Nam Bộ sẽ có đợt mưa lớn kéo dài từ nay đến ngày 18 tháng 9. Nguyên nhân gây mưa lớn kéo dài tại miền Nam là gió Tây Nam hoạt động mạnh, cùng với rãnh áp thấp ở Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ dịch dần xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần từ ngày 14 tháng 9. Đây sẽ là đợt mưa lớn kéo dài lâu nhất kể từ khi bắt đầu mùa mưa năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Lượng mưa có thể lên đến trên 50mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, khả năng gây ngập các vùng trũng thấp ven sông. Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, hiện thì tỉnh Vĩnh Long đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục giắt qua khu vực Bắc Trung Bộ và gió mùa Tây Nam và áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam suy yếu và rút dần ra phía Đông. Do đó, thời tiết tỉnh Vĩnh Long từ nay cho đến ngày 18 tháng 9, dự báo phổ biến nhiều mây và có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông xảy ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, còn có nguy cơ xuất hiện xóa giật công nghiệp, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, mưa lớn kéo dài kết hợp với mực nước sông dâng cao theo điều trầm tháng 8 âm lịch sẽ có nguy cơ gây ngập tại các vùng ven sông, trũng thấp trong nội ô, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Theo báo cáo nhanh của ngành đường sắt, do ảnh hưởng của bão số 3, đặc biệt là hoàn lưu của cơn bão này đã gây thiệt hại nặng nề đến kết cấu hạ tầng trên các tuyến đường sắt phía Bắc. Và cụ thể là trên tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh có 20 vị trí bị cây to, cột điện, cột thông tin đổ vào đường sắt. Nhiều tuyến đường sắt khác cũng đã chịu ảnh hưởng do cây xanh, vật kiến trúc gãy đổ. Hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất. Ngay sau khi Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT xem xét miễn phí sử dụng đường bộ cho phương tiện chở hàng hóa, hỗ trợ bà con vùng bão lũ, các đơn vị quản lý đường cao tốc đã thực hiện ngay việc miễn thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ. Cụ thể, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam đã thực hiện ngay miễn thu phí qua các trạm với 4 tuyến cao tốc do đơn vị quản lý gồm Cầu Giẽ, Ninh Bình, Nội Bài, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tất cả những xe hàng cứu trợ đi qua cần đáp ứng các điều kiện như có hàng cứu trợ, băng rôn hỗ trợ bà con miền Bắc, xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi. Thưa quý vị, vào giờ cao điểm, tại điểm giao kết nối trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng với quốc lộ 53, đoạn thuộc địa phận thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông. Và thực tế là trong thời gian qua, nơi đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Cần đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao quốc lộ 53, đoạn thuộc địa phận thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, là nội dung đề cập trong mục An toàn là bạn kỳ này. Tại khu vực điểm giao nhau này có 3 trường học: trường Trung học Phổ thông Phạm Hùng, trường Trung học Cơ sở thị trấn Long Hồ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ và là tuyến đường kết nối giữa xã Long Mỹ, huyện Mang Thít ra quốc lộ 53. Nên vào giờ cao điểm, lưu lượng học sinh phương tiện qua lại rất đông, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.
từ trước đến nay là xảy ra nhiều tai nạn ở trên cái khúc quốc lộ 53 này rồi. Cái giờ cao điểm á, buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều thì rất là đông cái lưu lượng người ta qua bên này. Cho đó là đề nghị là chúng ta cần làm một cái nút giao thông, một là cảnh báo giảm tốc độ, hai là đèn xanh đèn đỏ để đảm bảo cho cái lưu lượng người qua lại cái khu vực này cho nó an toàn. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa giao thông trong học sinh, tăng cường tuần tra xử lý trường hợp học sinh điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chạy ngược chiều nhằm nâng cao ý thức học sinh trong tham gia giao thông. Tuy nhiên, do hạ tầng giao thông chưa đảm bảo cũng là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn giao thông khu vực này. Hiện nay, ngay điểm là nút giao giữa quốc lộ 53 và đường là qua cầu Long Mỹ. Trên địa bàn là có 3 cái điểm trường, trường trung học cơ sở thị trấn Long Hồ, trường trung học phổ thông là Phạm Hùng và trung tâm giáo dục thường xuyên của Long Hồ. Vào những cái giờ là tan học thì cái lượng học sinh là qua là cái điểm giao này là rất đông, khoảng trên 2.000 là học sinh. Trước cái tình hình đó thì Ban An toàn giao thông của huyện cũng đã có những cái văn bản kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh về việc là vấn đề là lắp điểm G để đảm bảo cho là an toàn giao thông đối với học sinh, cũng như là vấn đề mở rộng cái vấn đề là giải phân cách cứng, tạo điều kiện thuận lợi là cho người đi bộ cũng như học sinh là lúc là tan trường. Sau khi là có kiến nghị của cử tri thì Ban An toàn giao thông cũng đã đi thực tế là khảo sát, kiểm tra là quốc lộ 53 thuộc là trung ương quản lý, thì là Ban An toàn giao thông cũng có văn bản đề xuất là với cục đường bộ 4 là có cái làm cái biện pháp an toàn giao thông. Thứ nhất là một là mở rộng là cái giải phân cách, thứ hai là lắp thêm cái biển báo hiệu đường bộ cảnh báo, thứ ba nữa lắp cái biển tuyên truyền, thứ tư nữa thì nới rộng cái đường vào cái xã Long Mỹ, mở rộng vỉa hè. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, ngành chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục tại nút giao này để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và người dân mỗi khi qua lại khu vực này.